Xâm Hằng giờ đây xin chào các bác. Em tiếp tục lên sóng con máy lọc không khí Panasonic FVX70. Một con công suất 70, có mẫu mã thì lại giống con 65. Các con 65 ở cái là nó hiển thị số điện tử các bạn này. Rất ít mẫu máy có nhá. Đấy, riêng thằng 70 này thì lại có. Trên bảng điều khiển thì các cái tính năng hẹn giờ, có thêm hẹn giờ qua trẻ em, còn thì mọi thứ thì vẫn giống như vậy thôi. Cảm biến ánh sáng. Đây. Hình thức thì con này mặt nhũ vàng nguyên bản các bác nha, cũng có xước sát nhé. Riêng mặt nhũ nguyên bản thì không tránh khỏi những cái vết xước nhỏ các bác nha. Đấy. Còn các bác nào mà muốn đẹp long lanh thì chỉ có sơn thôi ạ. Riêng về mặt nhũ thì nó là như vậy. Còn phần nhựa trắng thì rất là đẹp rồi. Phần nhựa trắng rất là đẹp. Phần nhựa trắng thì vệ sinh nó rất là dễ, đẹp. Trắng tinh. FVX70 67W. Dùng cho phòng khoảng 40-45 m². Màng HEPA zin đi theo máy các bạn này. Lô này toàn màng zin rất là đẹp. Đấy. Màng này bác nào mua em bán riêng 800.000 nhé. Đắt gấp đôi màng thay mới. Đấy, bác nào thích mua màng này em bán 800. Rất là nhiều bác trước khi đặt nhưng mà không có đâu ạ. 800.000 cái màng zin, một cái tuổi thọ cái màng này nếu mà nó còn đẹp như này các bác cứ dùng 5 năm nữa cũng không phải nghĩ gì cả. Đấy, nó vướng cái gì này. Dùng 5 năm nữa cái màng này không phải lăn tăn. Đấy, còn màng mới thì mua đương nhiên là rất là nhiều rồi. Bên riêng này là màng tạo ẩm này. Nói chung là cấu tạo máy lọc không khí thì kể cả những cái máy kia các bác nhé. Cái dòng VXD, VXE40 thì cấu tạo nó như vậy thôi. Nguyên lý hoạt động như vậy hết mà. Panasonic khác nhau với cải tiến mẫu mã thôi. Đây, màng tạo ẩm trắng tinh như mới các bác này. Thấy chưa? Nói chung là đẹp, không có gì để chê cả. Đấy, rất là đẹp luôn. Một con máy mỹ mãn, giá cả hợp lý, em bán 3 triệu. Giá ngang với cả VXF65 thôi. Đấy, các bác nào có nhu cầu lấy thì các bác liên hệ nhé. Hình thức thì như trên clip. Giá chưa phí vận chuyển. Giá đấu được điện 220V rồi ạ. Chào các bác.